Sống ở đời đừng chết vì tiết kiệm. Quý vị và các bạn thân mến, tiết kiệm là một đức tính tốt cần được phát huy dù kể cả lúc ta giàu có dư giả. Tiết kiệm không chỉ giúp chúng ta hình thành một lối sống đẹp nhân văn, không khoa trương lãng phí mà còn khiến chúng ta nhận được những giá trị tốt đẹp về sau này, đặc biệt là hậu vận an nhàn. Người biết tiết kiệm luôn hoàn thành được nhiều mục tiêu liên quan đến tài chính hơn hẳn người không có ý thức tiết kiệm. Thế nhưng, có những sự tiết kiệm thái quá khiến bản thân không thể tận hưởng những thú vui của cuộc sống, chẳng hạn như du lịch đây đó, làm mới bản thân, làm mới tâm hồn. Sự tiết kiệm thái quá là khi ta sống dưới mức cho phép mà khả năng chi trả của bản thân có thể đảm nhận, và khi đó nó trở thành sự tàn tiện. Nhiều người đã dành cả tuổi trẻ khi còn sung sức để lao đầu vào làm việc, tiết kiệm từng đồng, thế nhưng đến khi già, nhẽ ra được hưởng một tuổi hưu nghỉ ngơi trong an nhàn thì họ lại vẫn tiếp tục ca bài ca tiết kiệm, ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, ốm bệnh chẳng dám thuốc thang thăm khám, chất lượng cuộc sống chẳng những không được cải thiện mà còn đi xuống. Đời người phải sống khốn khổ bởi vì lo toan cơm áo gạo tiền, lúc nào nhịn khổ để dư tiền bạc sau này cho con cháu. Bởi vì cái suy nghĩ này nên đời người càng khổ, vậy nên chúng ta hãy sống chậm lại để còn nhìn thấy và thụ hưởng những thứ tốt đẹp xung quanh mình. Hãy lắng nghe những câu chuyện sau đây, chúng ta sẽ hiểu được vì sao lối sống tiết kiệm quá mức sẽ mang lại những mặt trái như thế nào, quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, tiết kiệm quá mức hủy hoại tương lai con trẻ. An là con trai duy nhất trong một gia đình có bố và mẹ đều làm công việc có mức lương cao. Tuy nhiên, vì muốn dạy con siêng năng và biết sống tiết kiệm, họ đã quyết định tàn tiện mọi chi phí trong nhà, mục đích là để An lấy đó làm gương noi theo. Từ nhỏ, An chưa bao giờ được mua đồ chơi hay quần áo mới. Tất cả mọi thứ cậu có đều là của người khác mang đến nhà cho. Chính vì thế, mỗi khi thấy ai có đồ chơi mới, quần áo mới, trong lòng An luôn nảy sinh sự ganh tị. Sau khi lên đại học, bố mẹ cũng chỉ cho cậu khoảng 1,5 triệu đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng. Số tiền này không đủ để An chi tiêu. Cuối cùng ngoài việc học ra, An còn phải đi làm thêm mỗi ngày. Thế nhưng đôi khi vẫn phải chịu bụng đói đi ngủ. Chính vì mặc cảm mình nghèo nên tính cách của An dần trở nên nhạy cảm tự ti. Cậu bé còn bắt đầu keo kiệt và tính toán với mọi người, khiến bạn bè xa lánh. Cho đến tận lúc đi làm, An vẫn không hề hay biết rằng nhà mình rất giàu, còn sự bủn xỉn tính toán đã bám theo cậu một cách chặt chẽ. Nhìn vào thực tế, chúng ta sẽ thấy có một bộ phận cha mẹ dù kinh tế khá giả nhưng vẫn ép con sống trong sự nghèo nàn kham khổ. Họ cho rằng phải để con khổ thì con mới biết vươn lên, song cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Dẫu biết rằng dạy con sống cần kiệm là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ sẽ thu hẹp mọi chi tiêu của con lại. Nếu bạn quá tiết kiệm, thậm chí là keo kiệt với con, sẽ khiến cho trẻ trở nên tham lam, mặc cảm và tự ti. Những đứa trẻ lớn lên trong sự nghèo nàn về vật chất thường có xu hướng coi trọng tiền bạc. Khi tiếp xúc với mọi người, điều trẻ quan tâm nhất là người đó có giàu không, có giá trị để lợi dụng không. Thậm chí, ngay cả khi chơi với bạn thân hay họ hàng, trẻ vẫn sẽ giữ cách cư xử như vậy. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng cứ than nghèo kể khổ, đồng thời sống chi li chắt bóp từng đồng là tự khắc con sẽ biết cách sống tiết kiệm. Song thực tế thì loại áp lực này đã trùm lên trẻ một cái bóng của sự tự ti và mặc cảm. Có một số cha mẹ dù giàu có nhưng lại không bao giờ cho phép con tham gia những lớp học mang tính nghệ thuật như vẽ tranh, đàn piano, múa ba lê, vì cho rằng đó là những giờ học vô bổ. Điều này vô tình làm trẻ bị tổn thương vì đó là đam mê của con, và cứ như thế sau này khi lớn lên, trẻ sẽ không biết cách nắm bắt cơ hội để thành công trong tương lai. Câu chuyện thứ hai, quá tiết kiệm khiến cuộc sống gia đình kém hạnh phúc. Vợ chồng tới lấy nhau hơn 20 năm, con trai đầu đã tốt nghiệp đại học, còn con út đang học năm nhất. Về kinh tế, gia đình tôi thuộc vào hàng khá giả, thu nhập hai vợ chồng không dưới 50 triệu một tháng. Hai bên gia đình nội ngoại đều thành đạt nên không phải hỗ trợ gì. Nói rõ như thế để biết gia đình tôi không phải khó khăn, nhưng vợ tôi lại sống cực kỳ tàn tiện.
hầu như chăn gối nệm và đồ đạc trong nhà đã dùng mấy chục năm vợ cũng không chịu thay. Chiếc chăn rách bươm vẫn cố gắng đắp cho đến khi tôi lén đem vứt đi mua cái mới. Nồi niêu, bát đĩa, ấm chén cũng vậy, toàn những thứ cũ rích vẫn đem dùng. Trong khi đó, mỗi lần hội nghị khách hàng, các doanh nghiệp tặng rất nhiều đồ dùng gia đình, tôi mang về, cô ấy lại đem cất hết vào kho. Tôi thật sự xấu hổ khi khách đến nhà mà một bộ ly uống nước cũng có tới 5-7 loại. Chuyện ăn mặc cũng thế, nhiều lúc cần vợ đi ngoại giao cùng, nhưng nhìn cách ăn mặc quê cạnh tôi lại không dám. Áo quần tôi chủ yếu được biếu tặng hoặc tự mua, chứ vợ ít khi mua sắm cho. Điều tôi ngán nhất là vì tính toán quá chỉ lì nên vợ làm nhiều người ái ngại. Như hôm chúng tôi chuyển nhà, thay vì thuê dịch vụ chọn gói, vợ lại nhờ mấy anh em trong công ty đến giúp. Họ làm xong cũng chỉ cảm ơn xuông chứ không mời đi ăn uống gì. Tôi thấy ngại mới mời họ đi ăn bữa trưa ở quán. Vợ thấy thế dẫm rằng đòi đi cùng. Đến lúc gọi món, tôi muốn mỗi người chọn một món nhưng vợ cứ tranh quyền đi chợ. Vợ chọn toàn những món rẻ nhất, ăn mà chẳng thấy ngon. Có lẽ biết ý nên mọi người đều xin phép về trước. Tôi thấy bẽ mặt trong khi vợ càu nhàu. Biết ăn uống tốn kém thế này thì thuê dịch vụ còn hơn. Mỗi lần nhà có việc cần phải mời khách tới ăn là một cực hình với tôi. Bởi vợ nấu rất ít đồ ăn và toàn những món bình thường. Nhìn qua giữa mâm không có gì để mời cả. Có lần biết tính vợ như thế nên tôi có mua thêm một số món ngon về dọn. Cứ đinh ninh trong bụng bữa cơm đó sẽ đỡ hơn. Nhưng vợ chỉ dọn ra một phần nhỏ, phần còn lại cất trong tủ lạnh ăn dần mà lại thái quá mỏng và quá nhỏ, khiến chẳng ai dám đụng đũa. Nhìn đĩa thức ăn ít ỏi, không đủ một người ăn mà tôi chán ngán. Hầu như người quen đều biết tính của vợ như thế nên chẳng ai muốn đến chơi. Nhiều khi tôi muốn mời bạn bè về nhà ăn cơm thân mật nhưng lại sợ xấu hổ. Bởi thế có việc gì tôi đều lặng lẽ mời khách ra nhà hàng, tự chi trả để giữ các mối quan hệ. Sống với nhau 20 năm, tôi thực sự cảm thấy tù túng. Các mối quan hệ cứ thu hẹp dần vì cách sống tằn tiện của vợ. Chuyện vợ đi chợ trả giá quá thấp, mua quá ít ỏi hay xin thêm thứ này thứ kia trở thành chủ đề bàn tán của trong ngõ ngoài xóm. Đi đâu, nghe nhắc đến tên vợ, mọi người đều biết đó là điển hình của tính chỉ lì tằn tiện. Bởi thế, khi nhà tôi bị trộm đột nhập, mọi người không mấy cảm thông mà còn hả hê bảo phải thế cho của nả đi bớt. Tôi góp ý với vợ, sống là phải biết hưởng thụ, và lại người ta bảo sởi lời trời cho, so đo trời co lại. Tính toán chỉ lì tằn tiện quá mức lại trở nên bần tiện chứ chẳng phải tiết kiệm. Nhưng hình như mấy chục năm rồi vợ vẫn chẳng có gì thay đổi cả, còn tôi càng ngày càng thấy nghẹt thở. Quý vị thân mến, người phụ nữ trong câu chuyện này có lẽ là điển hình tiêu biểu của sự bần tiện chứ không phải là tiết kiệm nữa rồi. Mỗi chúng ta là một cá thể trong một xã hội đều phải giữ gìn những mối quan hệ thân sơ. Chính vì vậy, việc quá bủn xỉn rẻ rẻn, không chịu sẻ chia thực sự là một sự cản trở không nhỏ trong các mối quan hệ, kể cả gia đình và ngoài xã hội. Trong câu chuyện này, người vợ thì luôn đau đầu không yên vì lúc nào cũng sợ thiệt thòi mất của, còn người chồng thì ngột ngạt với cuộc sống gia đình bên người vợ như vậy. Liệu giá trị của gia đình này có bị lung lay vì tính cách tiết kiệm thái quá của người vợ? Câu chuyện thứ ba, tiết kiệm lắm có ngày phải trả giá. Sang 30 tuổi khiến dư luận phải lắc đầu ngán ngẩm vì đi theo chủ nghĩa tối giản, nhưng thực ra lại đang ép chế cơ thể mình. Cụ thể, Sang thường ăn cháo tự nấu vào buổi sáng. Buổi trưa khi đồng nghiệp đã ra ngoài, cô ngồi lại văn phòng một mình nhấm nháp cốc sữa đậu nành tự làm và một quả táo. Buổi chiều, cô đổi sách lấy thức ăn thừa từ đồng nghiệp, ví dụ như hai quả trứng. Tối đó, nữ nhân viên văn phòng không ăn gì. Tuy thường xuyên cảm thấy đói vì ăn quá ít, nhưng Sang vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng đấy là sự tôn trọng thức ăn. Về nhà, cô đến siêu thị và hỏi chủ cửa hàng về những thực phẩm miễn phí và lùng mua những sản phẩm giảm giá cuối ngày. Sang còn không tốn một xu nào cho quần áo, nhà cửa và phương tiện đi lại. Quào Sang mở một đợt quyên góp đồ cũ và nhận được 200 bộ quần áo. Cô mặc một chiếc áo len xám và quần thể thao cả chục ngày. Khi chúng bắt đầu có mùi,
cô xịt nước hoa rồi cho vào máy giặt sấy khô. Về mái tóc thì đơn giản hơn, Sang bím chúng lại rồi lấy kéo cắt ngang. Cô dùng chăn lót sàn để thay đệm, sáng dậy chỉ cần xếp lại rồi cất vào tủ. Để tiết kiệm điện, cô cũng hiếm khi bật công tắc đèn, khiến căn nhà trở nên u ám lạnh tanh. Và để không tốn thêm bất kỳ chi phí nào nữa, cô không dùng giấy vệ sinh, chỉ sử dụng chức năng sấy khô của bồn cầu thông minh. Vào một buổi sáng, Sang đột nhiên bị nôn mửa và tiêu chảy, kèm theo đó là những cơn choáng khiến xây sẩm mặt mày. Bố mẹ cô đưa cô đến bệnh viện và bác sĩ chẩn đoán rằng có thể bị ngộ độc do thức ăn ôi thiêu. Cô cũng cho biết bản thân thường xuyên ngủ gật sau 2 giờ sáng. Đồng thời, những tin tức về các vụ chết trẻ khiến cô cảm thấy sợ hãi và yêu cầu bác sĩ làm thêm xét nghiệm. Sau cùng, Sang nhận ra sai lầm của mình. Trấn tĩnh lại, cô suy nghĩ kỹ lại việc tiêu thụ vừa phải. Hóa ra bấy lâu, Sang lầm tưởng tối giản là tiết kiệm. Quý vị thân mến, vấn đề tiêu xài tiết kiệm, Đức Phật dạy rất rõ ràng, đơn giản. Tiền bạc mà con người kiếm ra bằng cách lương thiện cần được chia làm 4 phần. Một phần được dùng cho chi tiêu cá nhân, tức là các nhu cầu cần thiết như ăn uống, trang phục, nhà cửa, học hành, chăm sóc sức khỏe, mua sắm phương tiện, của cải làm ra, theo lời Đức Phật dạy là để phục vụ các nhu cầu chính đáng trong cuộc sống con người, không nên keo kiệt bủn xỉn. Nhu cầu chi tiêu cá nhân được Đức Phật rất coi trọng nên Ngài nêu lên ngay đầu tiên. Khoản chi tiêu cho cuộc sống chỉ chiếm 1/4, điều này phản ánh triết lý thiểu dục tri túc, tức là giảm bớt ham muốn và biết đủ của đạo Phật. Tiền bạc, của cải do con người làm ra không phải để thỏa mãn những thú vui xa đọa, khiến con người trở thành những kẻ thiếu đạo đức, nô lệ của vật chất. 2/3 tiền làm ra cần được chi cho việc làm ăn, tức là tái đầu tư cho sản xuất, buôn bán để tiếp tục sinh lời. Lời dạy này phản ánh tầm nhìn sâu xa rộng lớn của Đức Phật, phải đầu tư nhiều nhất để kinh tế cá nhân và xã hội ngày càng phát triển. Điều đó cũng rất phù hợp với kinh tế học hiện đại và tái đầu tư để phát triển thêm nhiều của cải cho xã hội. Tiền bạc kiếm được không phải để tiêu xài phung phí, nhưng cũng không để đóng băng một chỗ, mà cần tiếp tục luân chuyển thường xuyên, giúp cho tiền đẻ ra tiền, đảm bảo tương lai lâu dài cho gia đình và giúp xã hội phát triển. 1/4 số tiền còn lại, Đức Phật dạy phải tiết kiệm để phòng khi ốm đau hoạn nạn. Cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta, dù giàu hay nghèo, vẫn ẩn chứa những bất trắc vô thường như ốm đau hoạn nạn. Trong thế giới luôn nhiều biến động, thiên tai dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh. Vì thế, nếu không có một phần dành dụm, thì khi gặp khó khăn chúng ta sẽ càng khổ sở. Đức Phật luôn khuyến khích mọi người dành ra một phần trong số tiền tiết kiệm để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hay cúng dường cho các hoạt động Phật sự. Nói cách khác, chúng ta nên luôn có số dư trong ngân hàng phúc đức. Hiện nay, dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi so với hơn 25 thế kỷ trước, việc áp dụng quy tắc vàng chia tài sản làm thành 4 phần vẫn có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc. Vận dụng đúng đắn linh hoạt lời dạy của Đức Phật trong việc quản lý tiền bạc, chúng ta sẽ có cuộc sống vật chất đầy đủ, cuộc sống tinh thần phong phú và chủ nhân thực thụ của đồng tiền chính đáng mình kiếm ra, chứ không trở thành nô lệ của vật chất.